Chào mừng em quay trở lại với Leo Robot nha. Ngày hôm nay tiếp tục cái chuyên mục đó là review và góp ý. Chung là hiện tại mình làm được cũng khá là nhiều rồi, cũng khá là nhiều video về review rồi, nhưng mà cũng còn rất là nhiều bạn đang chờ. Mình cũng sẽ cố gắng làm hết. Nói chung là video trước mình cũng nói rồi, cố gắng làm hết trước Tết để mà em có cái Tết là nó được đánh dấu lại một cái kỷ niệm nào đó ở trên YouTube nha. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bạn đầu tiên, mình cũng không nói nhiều nữa để chúng ta bắt đầu luôn, tránh mất thời gian nha. Mình tìm ở đây xem nào. S9U. Đây, thì bạn này á là một bạn nữ nha em. Hiện tại đang ở là bậc tranh chuyên gia 1. Thôi, đây chắc chắn là xưởng cài chai rồi, mình cũng không biết là có cài hay không. Đúng rồi, nếu mà súng nó lộn xộn như thế này chắc là cài chai quá, nhưng mà cũng cố gắng được mấy cái module vàng vàng này cũng khá là ok. Bật ra chuyên gia 1 luôn nha anh em, chuẩn bị lên chuyên gia 2 thì phải. Ủa, lâu rồi mình không chơi, không biết là chuyên gia 1 nó lên chuyên gia 2 hay là nó lên kim cương ta. Ê, quên rồi. Thôi, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha anh em. Hiện tại thì mình có thể thấy đây chính là bạn sử dụng đó là Aran Imugi. Nhưng mà cái combo này thì nó lại khá là thập cẩm nha anh em. Nói chung là mình đánh giá không cao combo này. Vì sao? Tại vì Ricket Hazard này, Richter, khẩu Richter là súng mới. Nói chung là bạn lắp vào thì cũng khá là ok. Nhưng mà thêm một khẩu đó là Stella Warp. Nếu như được á, thì bạn đổi cái khẩu Stella Warp đi. Bạn gắn khẩu Hazard thêm. Nhưng mà nói chung là chắc chắn là cài chai không có đủ súng cho nên mình lắp như thế này. Ấy, gặp mình lắp súng như thế này là mình cảm thấy rất là khó chịu nha em. Ấy, một cây to, một cây nhỏ này. Một cây to bên trái, một cây nhỏ bên phải, thì nó cũng khá là khó chịu. Nói chung là cần phải cố gắng nhiều hơn, con Imugi này cần phải cố gắng hơn. Đấy. Tiếp theo là một con Ron Paralysis. Và ta lái thì ta đã đúng rồi, mình sẽ không đề cập tới. Đấy, Paralysis thì nó sẽ phù hợp với những cái khẩu súng nào mà nó bắn, tốc độ bắn nó nhanh và tốc độ nạp đạn nó nhanh. Thì lúc đó anh em tích hiệu ứng nó sẽ nhanh hơn. Còn Hazard với lại Warp thì tốc độ bắn nó khá là chậm. Nói chung Hazard nó bắn nhanh nhưng mà nó tích Ron Paralysis khá là chậm. Cho nên là hai khẩu này mà tích con Ron này thì nó là cũng khá là đuối. Đấy, cho nên là nếu như được thì bạn đổi con Ron khác cho mình. Còn không thì bạn đổi con Paralysis qua cho con Orochi nha. Đấy, bởi vì mình nhìn thấy con Orochi nó đang sử dụng đó là Sputa này. Đấy, bạn gắp lắp qua là ok. Về Orochi thì ta đái đúng, cũng được combo Sputa. Combo này ngày xưa cũng rất là đáng sợ khi mà nó cùng thời với Fania. Nhưng mà bây giờ thì gần như là chả bắn được ai cả. Đấy, vũ khí thì cũng có cấp 5, cấp 6 rồi, cấp 3 nữa này. Đấy, khá là yếu nha. Chung là hai con boss này thì mình đánh giá không cao. Bạn cần nâng cấp lên hoặc là thôi bạn đổi boss khác đi. Thì hai con này bây giờ nó đuối lắm rồi, nó chả có bắn được ai đâu. Tiếp theo, Wario Typhon sử dụng nó là hai khẩu mét và một khẩu là hai khẩu la vít. Combo này được nha em, tại vì nó lắp khá là đối xứng và hơn nữa thì mình đánh giá khá là cao combo này, bởi vì tất cả đều gây hiệu ứng nổ và tốc độ bắn nó cũng nhanh như nhau cả. Đấy, nhưng mà có một cái điểm trừ khá là lớn đó là một khẩu Freedom Med và một khẩu Med thì nó như thế này thì mình lại không đồng ý lắm, tại vì một cái là bản đặc biệt, một cái là bản thường. Đấy, nhưng mà không sao, chung là được, miễn sao là bạn lắp đúng vũ khí gây đúng hiệu ứng lửa là được. Đấy, nói chung con thay phanh này bạn cứ nâng cấp lên một hai cái IA, một cái NA cũng được, cũng ngon nha. Tay lái đó là DC Hop, sử dụng nó là hồi máu. Rồi, ở đây chắc chắn là một cái xưởng khá là thiếu pin cho nên là bạn lắp đó là module hồi máu 20 pin và cũng khá là yếu. Chung là ở rank chuyên gia thì được, còn bạn lên rank cao nữa thì bạn phải sử dụng nhiều hơn rồi. Ron, ui một con Baro cấp 12 vãi chưởng, con này ở đâu xuất hiện đây. Đấy, con Baro này full cấp nha em. Cũng khá là ghê đấy. Chung là con Baro này á, thì cấp 12 nó cũng không mạnh lắm đâu, nhưng mà được á thì con Ron này khá là ok. Giống như anh em chơi cận chiến như Typhon Max như thế này cũng ổn. Đấy. Tiếp theo, Fenrir, Fenrir hai khẩu mét một khẩu bên chơi. Combo này cũng khá là mạnh nha anh em. Chung là một khẩu bên chơi MK2. Thì xưởng này chỉ có một mình con Fenrir là nó tập trung là vào vũ khí MK2 thôi anh em ạ. Còn lại thì nó chỉ lè tè ở cấp MK1 thôi. Đấy. Module thì cũng đúng luôn nha, combo bên chơi và mét này nó khá là ổn. Khi mà anh em chơi choáng chân xong rồi anh em dồn mét vào. Đấy. Được, nói chung là combo này ok, ngon. Tài lái cũng tài lái đúng. Và con Ron này thì mình cảm thấy nó không phù hợp lắm, tại vì
Nếu như bạn lắp con lo này, bạn nâng cấp lên á, thì cái độ bền khiêng năng lượng của robot con Fenrir thì chắc chắn là nó có độ bền khiêng rồi. Nhưng mà khi bạn lắp con tay lái này vào thì nó sẽ hủy mất cái kỹ năng của con drone nữa, thì tức là con drone này nó sẽ tuột về chỉ còn ba kỹ năng thôi. Đấy. Nhưng mà nói chung thì đây cũng là con drone khá là ngon, bạn bỏ qua một phần kỹ năng thì nó vẫn còn mạnh lắm. Đấy. Tiếp theo, Harpy sử dụng hai khẩu tạc xăng và một khẩu Redeemer. Cái này á, cái đầu tiên chính là về tầm vũ khí thì nó có rất là trùng, nó trùng tầm, tức là ba khẩu nó trùng một tầm vũ khí rất là ok. Nhưng mà về cái lượng sức mạnh thì chắc chắn nó sẽ không mạnh, bởi vì Harpy á, theo mình nhớ thì kỹ năng của nó sẽ bắn xa tầm 500m, nhưng mà cái bão lửa nó có cái đường kính, cái bán kính là thêm là 50m nữa thì phải, tức là có thể gọi là gần 600m. Cái dành của lửa, bão lửa nó gần 600m. Nếu như được thì anh em lắp vào mấy khẩu mà bắn từ xa ấy, thì nó sẽ ok hơn. Ví dụ như là anh em nếu như được á, bạn chuyển hai cái súng của con Imugi qua cho con Harpy, chuyển hai cái tạc xăng trở về cho con Imugi ấy, Imugi bay sát sát lại bắn thục sẽ ok hơn ấy. Redeemer nó cũng không hợp với Harpy nữa, tại vì tầm 350m. Nếu như vậy á, nếu mà anh em chơi tầm như thế này á, thì anh em phải bay rất là gần, mà bay gần thì khả năng bay màu rất là cao. Đấy, ok, đó chính là về phần Harpy. Tiếp theo một con rút sử dụng nó là Evora và Veyron, combo chuẩn luôn nha anh em. Combo này khá là ok, nhưng mà súng thì cũng chỉ cấp 10, cấp 11, khá là yếu. Nói chung á, rút thì anh em chơi một cái, bạn cũng đã cố gắng được một cái module nó là tăng đam, còn ba cái còn lại thì hai cái tăng độ bền, một cái tăng sát thương mức độ thường, thì khá là yếu nha. Nói chung là con rút cấp 40 thì gần như bây giờ một băng của Newton là gãy, không nói tới là Newton full cấp nha anh em, chỉ cần là Newton tầm cấp 50 hoặc là bằng cấp con rút này, nó cầm đó là Tonal Fugo thôi ấy, cũng có thể gọi là súng Tonal Fugo cấp ngang ngửa như thế này, chắc chắn là con rút này nó sẽ không thể nào sống sót nổi ấy, bay lên là gãy liền anh em ạ. Module nó cũng không có nào là RA cả, cho nên là bạn cố gắng nhiều hơn ấy. Rồi, kết luận chung thì cái phần xưởng á, thì khá là lộn xộn về cái phần đó là con Imugi và con Harpy. Còn lại á, thì bạn tập trung nâng vào con Fenrir và con Typhon cho mình, thì leo lên rank cao sẽ chơi khá là ok. Còn lại ba con kia thì bạn chỉ làm phụ trợ thôi. Rút á, thì bạn cố gắng tìm thêm nó là ba cái thụ động hoặc là hai cái, ít nhất là hai cái ấy, thì nó sẽ hợp lý hơn, thì nó sẽ gánh đội được tốt hơn. Ok, đó chính là bạn đầu tiên, và chúng ta sẽ đến với bạn thứ hai anh em. Ngày hôm nay cũng tiếp tục là hai bạn nữa. Hai bạn này thì gửi mình vào ngày 17 rồi, mà hôm nay tới ngày 26 thì mình mới review nổi, tại vì ấy, anh em cũng biết mà, nó rất là nhiều bạn, cho nên là mình cũng không review hết được đâu. Từ từ mình sẽ làm từ từ để anh em lên đầy đủ hết, cho nên là cứ yên tâm nha. Cả bạn này hôm ta hình như là đúng rồi, I4VQQN, đúng rồi, là bạn này hiện tại đang ở vào rank vô địch nha em. Cũng khá là ghê đấy. Rồi, tiếp theo khi nhìn vào thì anh em sẽ thấy nha. Rồi, một con Quixa Ophion. Rồi, con Harpy này nó bị lỗi, sao mình không bấm vào được nha. Gì vậy? Phải lộn con Harpy này. Từ từ anh em ạ, nhiều khi game nó bị lỗi đấy, mình vào lại xem nào. Được rồi. Ngộ ha, lỗi nha, lạ ha. Đấy. Quixa Ophion sử dụng nó 2m một Ocan cũng được, nói chung là ok. Và tay lái cũng là tay lái đúng, Ron là Ron Paralysis. Sao nhỉ, Ron Paralysis thì nó lại không phù hợp với mấy khẩu này, thì mấy khẩu này bắn rất là khó trúng, hơn nữa thì tốc độ bắn cũng không cao nữa. Với lại thì con Ophion nó bay rất là nhanh, cho nên là anh em rất là khó dồn đam mà tức chích được con Paralysis này. Hơn nữa thì đây là một con Ron cấp 5, nó khá là tức khó, là bạn có thể đổi, bạn có thể đổi với con hình như là xưởng này toàn Paralysis. Ok, nói chung về mặt súng á, là súng ok, về module cũng ok luôn, ta lái cũng ok, còn Ron thì nếu như có Ron sai thì bạn lắp vào để phù hợp hơn. Tiếp theo, Resist River thì cái này nói chung combo này khá là chuẩn, nhưng mà gặp mình thì chắc chắn là mình sẽ không ráp. Tại sao? Thì giờ em có thể thấy một khẩu Retro River ấy và ba khẩu Reaper thường thì chắc chắn là mình sẽ không lắp rồi, thiệt chung là cho dù nó có mạnh đi nữa thì mình cũng không lắp, tại vì nó nhìn nó không cân xứng. Module này thì hai cái NA ok hết anh em ạ, một cái để dành tàn hình lần đầu tiên khi mà anh em bị bắn cũng được, ngon. Chung là con Resist này ok hết, con tay lái
Ừ, xem nào. Tay lái cũng chả có gì. Rồi, quay trở lại thì hồi nãy mình có tiếng Việt đây mà, không sao. Ui, trời ơi, mất tiêu ID rồi. Từ từ để mình tìm lại nha anh em. Trời ơi, sorry bạn rất nhiều. Đấy, Hay da, đừng đừng có để mấy cái tiếng nhạc đó vào video của mình, chứ không là một hồi nó lại đánh bản quyền nữa thì chết tôi. Đấy, bạn này tên nó là Âm Đất, Dịch. Rồi, tiếp theo là con Resist thì nãy mình đã nói tới rồi. Nói chung module này thì ok, phải ship luôn, đúng là module chuẩn, tay lái cũng chuẩn và Ron Solo cũng chuẩn luôn. Nhưng mà cái này thì con tay lái chỉ mới cấp 9 thôi, bạn nên nâng cấp lên, tại vì con Resist này hiện tại thì nó tỉa dê cũng khá là ok. Hơn nữa thì nếu như được thì bạn sẽ tỉa tầm xa, chơi tầm xa ổn hơn. Với lại thì đây chính là một cái rank vô địch thì ok, nếu như leo bằng cái xưởng này mà lên tới rank vô địch thì mình thấy cũng khá là ok đấy. Nhưng mà bây giờ thì đụng cái xưởng của mình thì chưa chắc là bạn có thể chưa chắc là bạn có thể sống sót nổi. Chung là sức mạnh ok hết đấy, nhưng mà có thể là bạn cũng nạp khá là nhiều. Nói chung là cái này á thì mạng nạp cũng hơi sai sai, tại vì cái phần chỉ có đúng một combo đó là Reaper của Resist với lại combo của Camry là mình thấy nó khá là ổn rồi. Còn lại thì Bi mới sử dụng Smuta. Nói chung combo này cũng được, nhưng mà bây giờ anh em lên rank cao, anh em đứng anh em tỉa con dê từ đầu buổi tới cuối buổi mình chưa biết là nó có chết hay không nữa. Ấy, anh em tỉa gãy nòng, nổ cái nòng, cháy cái nòng luôn mà cũng chưa biết là nó có nướng được cái thịt miếng thịt dê nào hay không. Ấy, mình sẽ nhận xét tiếp về phần con Bi sao. Tiếp theo một con Mender sử dụng Blight và Hanzat. Ngon anh em ạ, combo này rất là ngon nha. Ấy, sử dụng Lecten và hai cái da. Nói chung là cũng được, tại vì anh em tăng thêm cái khả năng sống sót nhiều hơn. Vì hai cái da thì anh em sẽ tích độ bền nhiều. Và tay lái cũng là tay lái đúng nha, nhưng mà tay lái cũng chỉ mới cấp 10 thôi. Nói chung xưởng thì bạn chú trọng vào robot với vũ khí nhiều quá, bạn quên mất phần tay lái rồi. Bạn nên nhớ là tay lái chính là nó chiếm tới 50% sức mạnh của con robot lận, chứ không những là vũ khí đâu. Nên là bạn chú trọng vào tay lái nữa. Đấy. Hơn nữa thì con Mender chắc chắn là anh em phải chú trọng vào con tay lái cho mình, tại vì không có con tay lái thì Mender nó gần như là phế hoàn toàn. Đấy. Nên em cứ lắp súng gì, miễn sao có tay lái Mender thì anh em muốn lắp gì cũng được. Đấy. Về Ron là con Ron Persephone. Combo này nói chung ngày xưa mình rất là nhớ nha em, tại vì combo này là con Ron Persephone á, nó hồi máu khá là ok, nhưng mà Ron thì nó cũng lẹ tè cấp 1 cấp 5, không mạnh lắm. Chung là cứ nâng cấp lên, chung từ Ophion, Resist, Mender là ok rồi đấy. Camry Spear combo này, một con Otto cũng cấp 10. Nói chung là được, combo Spear này được, có Otto để tăng tốc được, nhưng mà con Camry này lại thiếu NA rồi. Tại vì carry mà anh em sử dụng spear anh em phải tích NA thêm thì anh em mới tăng đam được. Cái spear nó bắn khá là đau, nói chung là bị nép rồi, nhưng mà có auto thì anh em bắn cũng thốn lắm. Hơn nữa thì con carry này nó vẫn là khá là ok. Con carry này bây giờ cũng ổn đấy, rank cao thì mình cũng gặp khá là nhiều. Đấy, sử dụng xuyên khiên luôn à, ui rồi carry xuyên khiên luôn dữ hả. Vậy là bạn khá tự tin vào cái khả năng bắn tỉa rồi, thấy không, đem hồi máu đi. Ok, carry cũng ổn, nói chung là ngon. Ron Revere, Ron này không hợp nha, mình chuyển Ron khác cho mình, có con nào ngon thì chuyển vào. Theo Adam Behemoth, Spirit Huta, tay lái vẫn là tay lái đúng nha. Nói chung xưởng này của bạn thì lắp tay lái là toàn đúng không ngã, và Ron Paralysis cũng đúng luôn. Đấy. Nhưng mà cái xưởng này của bạn thì thiếu NA khá là nhiều nha anh em, tại vì bây giờ Mender thì anh em cũng cần NA này, Camry cũng cần NA, Behemoth anh em cũng cần NA, nhưng mà ba con này thì nó lại thiếu. Chung bạn lắp, bạn chừa một chỗ lắp NA cho mình. Cái Ron Paralysis thì ổn rồi, sử dụng phay ship thì cũng được được, nhưng mà né mấy con dê thì cũng khó nha. Tiếp theo Inra sử dụng đó là Vayra và Mahavayra. Ok, combo này được, ổn rồi. Tay lái thì cũng là tay lái 10, nói chung bạn khá là thiếu cái phần tài nguyên nâng cấp tay lái thì sao đấy, bạn cũng ít nâng. Inra sử dụng combo này khá là hợp nha em, để nhây nhây được chơi cận chiến cũng ok. Nói chung là cái xưởng của bạn thì được, nói chung là mạnh hơn mấy mấy bạn mà mình đợt trước mình review rồi. Không biết là đợt trước có mấy bạn, à có một bạn ông đến từ clan đắng thì phải, clan đắng hay clan mắm gì đấy, cũng mạnh mạnh hơn bạn này nhiều. Nói chung là bạn này thì cũng sức mạnh khá là ngang ngửa đấy, nhưng mà phần tay lái thì cần phải nâng cấp lên thêm nha. Rồi
À, đó chính là phần review hai xưởng và góp ý hai xưởng của mình. Anh em có ý kiến gì thì anh em hỗ trợ cho mình tí. Đấy, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần gameplay để xem hai bạn này chiến đấu như thế nào nha anh em, và trận cuối thì mình sẽ chơi. Đấy, ok. Là trận đầu tiên thì bạn Yuka sẽ chơi đầu tiên anh em. Bạn này nữ nữ anh em ạ. À, theo như gửi video cho mình thì là nữ. Đấy. À, đầu trận thì vào gọi một con Yugi ra để đi giành trụ. Ok, thì cũng khá là ngon đấy, khá là được. À, nhưng mà cái trụ này cũng khá là gần nha. Chung là nếu mà chơi theo kiểu chiến thuật thì anh em bay tới cái trụ bên kia chắc ăn hơn. Ô, con Yugi này nó có một cái lát ten nhưng mà độ bền, ngưỡng độ bền như thế này thì nó khá là yếu nha. Nói chung là cái ngưỡng độ bền này thì gần như nó không cứu được con Yugi đâu. Đấy. Game này thì nhìn nó cũng có vẻ lắc lắc nha, nhưng mà sao sao có lúc nó lại nhanh, có lúc nó lại chậm nha. Đấy. Hay là tại vì con này nó đi nhanh quá. À đúng rồi, lúc mà dừng á thì nó không lắc cái này, mà còn lúc mà con robot nó đi thì nó lại lắc lắc sao ấy. Đấy, đúng là những cái dòng máy mà nó yếu yếu thì thường thường nó bị như thế này. Đấy. Nhưng mà game này cũng có thể gọi là tạm chấp nhận được khi mà nó không có lắc từ đầu tới bục cuối như là mấy bạn đợt trước. Ừ, cũng hay. Hình như là cái game này bạn tua thì phải, là tốc độ nó khá là nhanh nha, chứ không là đúng rồi, mấy cái đường đạn mà nó bay như thế này thì chắc chắn là game này bạn tua rồi. Đấy. Cũng được, giành trụ như thế này cũng ok rồi. Ba trụ. Ồ, được đấy. Chung là cái hiệu ứng mà con Emugi bản đặc biệt nó bay khá là đẹp nha em. Nhưng mà có một cái lỗi rất là nhiều là bốn cái chân của nó thả xuống, không giống như con bản thường nó bay. Ừ đúng rồi, nhắc mới nhớ nha, tự nhiên bây giờ thèm chơi Emugi lại quá ta. Chắc là mình phải sử dụng bộ súng nào mạnh mạnh cho nó để bay đi tỉa chọc chó chơi quá nha. Nhưng mà từ từ, trước mắt thì mình phải triệu hồi vài cụ đã, vài cụ trở lại chiến trường nữa thì mình mới chơi tiếp những con robot mới được. Đấy. Nói chung là ok, sống sót được tới thời điểm này cũng khá là ngon rồi đấy. Có thể gọi là con Titan ra luôn. Được đấy, bắn cũng khá là ác nha. Nói chung là khẩu Tricker thì gắn vào nó chỉ cho vui thôi em, mà tại vì bây giờ thì đam của nó yếu, mà nó chỉ đi có một khẩu thôi chắc chắn là nó bắn cũng chả được bao nhiêu. Về nói với về cái lượng mà kết liễu mục tiêu thì cũng không thể nào kết liễu nổi. Đấy, anh em có thể thấy nha, hai cái khẩu Hazard với lại Warp nó tích Paralysis rất là chậm. Nên là đúng rồi, cái trận này bạn tua rồi, sao sao mình thấy. Ủa, bạn tua mà tại sao cái thời gian nó vẫn chạy chậm nè. Ừ đúng rồi, tua rồi anh em à, tại vì này mấy cái dây này nó nhảy lẹ quá. Đấy, rồi, game này có vẻ là khá là ok rồi. Ui giời ơi, chung là cái xưởng của bạn chạy trai thì bạn nên gọi những con bot khác ra chơi nó đi, chứ còn gọi một con MV không à, sao mà anh em được nhìn thấy được đó. Ui, đúng là con này nó có thể né được Newton này mà. Đấy, cái thời gian hồi kêu của nó còn nhanh hơn cả thời gian hồi của Newton nữa. Nói chung là cứ bị nhắc lên thì cứ bay lên thôi. Đấy, ngon nha. Xịn đấy, chứ không như Ovion. Ovion rớt xuống bị nâng lên cái là gãy. Đấy. Rồi, win rồi, có thể là win rồi đấy. Rồi, bị thanh niên phát hiện, hai phát hiện này. Xe đáp đúng rồi. Ui, rồi nó anh quá. Ồ, hay hay, được được, rồi dành lắm rồi, con Liên phát hiện rồi, đi cha. Đấy, à, thấy không, cái lái tè này nó chả cứu được bao nhiêu đó. Ủa sao cái xưởng này khác với cái xưởng mình review ta, ngộ ha, sao tự nhiên đâu xuất hiện thêm con clip nữa vậy. Đấy, nói chung là mấy bạn này thì cứ đấy, đưa đưa một cái ID để review là cái xưởng khác, còn khi bạn vào gameplay thì bạn lại đổi cái xưởng khác nữa. Đấy, nó lại không có đồng đều với nhau thì anh em xem nó lại bị rối. Rút kinh nghiệm nha, rút kinh nghiệm mà sao nha. Chung là mấy bạn nào mà cảm thấy cái xưởng nào nó mạnh nhất á, thì mấy bạn hắn hắn đấy đấy đấy. Ui rồi sao cái đoạn này nó lắc thế. Đấy, ok, nói chung là cái video này thì nó cũng được đánh giá là tạm tạm 7 trên 10 rồi. À, nó cũng có lắc lắc tí nhưng mà vẫn có âm thanh với lại bắn cũng được ok nè. Rồi game nó win rồi nha. Vì lý do là cái trận này bạn không có cho mình xem cái top là như thế nào, gửi video chứ không gì đó thôi, cho nên là mình sẽ tiếp tục trận thứ hai với bạn thứ hai nha. Ấy, ý như rằng khi vào trận thì chắc chắn là ui rồi ơi, được đấy. Tuy nhiên là đây là trận tử chiến anh em, thằng Skydot đó lăn đi đâu rồi kìa, đây là tử chiến mà.
đừng nói ông nội đó, ông lăn qua tới đó ông mới nhận ra đây là game tử chiến không có cột nha. Cũng có thể lắm nè, tại vì quen tay á, cầm cà rốt riết quen tay á nè, cứ vào đặng là cứ lăn lăn theo đúng đường nha. Tới chừng chạy tới nơi rồi mới phát hiện ủa đây game tử chiến mà đâu có cột đâu. Có thể lắm chứ, lăn theo đó núp đó làm gì, thiệt luôn á. Với lại nhiều thanh niên tử chiến gọi cà rốt ra mình cũng chả biết để làm gì nữa. Ui trời cũng đau hết đó chứ, gọi ra núp đó chơi. Xem ra game này bạn cũng khá là nhàn rồi ấy, quay video như thế này cũng ngon này ấy, có âm thanh đồ rồi nó đỡ lắc ấy. Nói chung là đấy, mấy cái trong trận như thế này giống game của mình anh em ạ. Nhưng mà ui xời ơi, mình nhìn thấy cái lượng pin năng lượng là mình thấy quải tới rồi anh em ạ. Đấy, nó cho kích hoạt quay ship một lần 300 vàng. Ui xời, dẹp tiệm đi chứ chơi cái gì nữa. Mình mà pin năng lượng bao nhiêu đây là thôi mình muốn bó tay luôn anh em ạ. Tại vì một trận của mình chơi dùng rất là nhiều pin, không dùng pin là không được. Thảo nào bạn chú trọng một con reset, tại vì reset đứng từ xa tỉa. Đấy, mình nói thiệt chứ bây giờ bạn không có đủ vàng nữa, bấm phải ship luôn thì lấy cái gì bạn xài pin năng lượng đây. Trời ơi. Đấy, đúng là bạn quá chú trọng vào robot và vũ khí rồi, tay lái không chú trọng này và pin cũng chả có luôn. Chung là bây giờ chơi chết là bỏ, chứ mất máu là bỏ, chứ không có chuyện mà kết pin nữa rồi. Ấy, tí nữa thì mình sẽ chơi thêm trận cuối cùng để mình kết luận lại. Mình sẽ xài pin như ông nội người ta cho anh em xem cái trận của mình nó như thế nào. Ấy, ok, và tiếp tục cái trận này thì nãy bạn đã ăn được 3 mạng rồi đúng không? Rampage rồi đúng không? Ồ, cũng khá là ghê đấy. Ơi, đây là tàu gì đây? Tàu Mantis hay là tàu Paladin? Cái ký hiệu này hình như là tàu Paladin anh em ạ. Ừ đúng rồi, tàu Paladin, còn nó xám này. Cô cũng ngon đấy. Được, nói chung là reset mà anh em kích được cái tàu là anh em mừng hết lớn luôn á. Ôi, ông đi đâu vậy? Cứ lên bắn thôi, gì đâu. Gặp mình rồi mình lên mình bắn nó luôn em, mà mình lên thẳng mặt mình bắn nó luôn. Ê, nhưng mà ơi, tôi xin lỗi anh em. quên. Ấy. Ủa sao cái trận này bạn lại có một thêm một con Scorpion nữa vậy ta? Ngộ ha, mấy bạn này cứ thích thay đổi phần gameplay với phần review nó lạ thế nha, mấy bạn thích giấu nghề à. Thấy mình review cho đã đời xong rồi mấy bạn đem con khác vô chơi vậy, ngộ hả? Ai, buồn thiệt chứ. Thôi chạy không sao, nói chung là mấy bạn cảm thấy miễn sao chơi được là ok rồi. Rồi hình như là cái team này không có đủ sức để giết con dê này rồi. Ai cha, để cho nó tung hoành ngang dọc rồi. Bại lên, đạp vô cái đầu nó. Ừ đúng rồi, nướng đi, nướng dê đi. Đúng rồi. À, Okan mắng khá là ghê nè, mà đấy. Đấy, rồi thôi xong rồi, để nó còn sống. Thôi, Okan bắn tới gần hết đạn thì nó hồi, trời ơi nó hồi. Ừ hay quá. Hên anh em ạ, cái thằng Lin nó hốt được cái pha cuối, còn 10-20% máu của con dê nó lụm được cái kỹ năng. Hôm nay cái này người ta gọi là một cước là nằm. Ui sao mấy thanh niên kia nó cứ thích núp ở đây vậy ta? Ở đây là ranh vô địch hàng gì xuất hiện dê với lại mấy con kia mạnh nó cũng khá là nhiều. Ui chết chung luôn vậy, vẫn còn một thằng. Ui bạn có kiểm tra đối thủ chưa mà bạn lại bắn nó vậy? À thì ra là một con Raven thảo nào, chả trách ông tự tin tới vậy. Rồi nha, đừng, trời ơi bạn bay thiệt luôn, cái pha đó bạn bay bạn thuận lại tí đi chứ bạn bay luôn bạn mất trớn này, đứng lại bắn nó thêm vài băng nữa. Ờ thôi khỏi đi, chắc nó cũng tự nó tìm tới bạn thôi. Ui cái thằng này cũng ghê hết đấy anh em ạ. Chung là bây giờ bạn không kích pin được thì chắc chắn là bạn cũng gãy thôi. Đấy bây giờ hết máu là bỏ thôi chứ làm gì giờ. Đấy. Ui trời ơi, bắn thằng nó hơi cực thiệt anh em ạ. Chung là mình nhìn thấy cái lượng pin này là mình thấy thôi khổ tới rồi, chung là anh em cũng khổ thật. Bây giờ chỉ trông chờ vào hồi máu nhờ Paladin thôi, hoặc là con Sirius này. Ui giời, gãy súng luôn kìa. Phải trưởng thiệt. Con Sirius thì bình thường nó hồi máu chả bao nhiêu á, mình thấy cũng chả bao nhiêu á. Ê, Luchador bay tới kìa, bắn nó đi bạn. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, bạn bắn vô cái mặt nó, ừ. Cũng may là nhờ có kỹ năng của con Ovion nó tích Paralysis khá là nhanh anh em. Nhưng mà súng thì nó tích rất là chậm nha. Chung là một khi bay thì anh em mới tích đầy nổi thôi, chứ khi rớt xuống đất thì mình thấy nó thôi cũng có tay. Ui thằng này nó nhảy liên tục.
Được rồi, chắc là bạn bay lên thêm phần nữa là bạn hạ được nó rồi đấy. Nào anh em bắn đi, ừ bắn đi bạn, thoải mái. Trời ơi bay đi, đừng để nó, ừ. Đúng rồi. Xem ra con Guchador này cũng không quá mạnh. Không đem RA luôn hay sao ấy. Ồ cũng hay đấy, bay lên xong rồi khi rớt đất thì bạn lựa cái vị trí. Ok, nhưng mà bạn phải hạ luôn con Guchador đó. Ừ, đúng rồi. Tôi tưởng là bạn bỏ nó còn miếng máu bạn chạy đi qua đó chứ. Rồi bên kia còn hai người, cho nên là game mình cũng win không. Bắn thì mình thấy là bắn cũng chưa có ác lắm đâu anh em ạ. Bật rank vô địch tầm 5000 cúp là cũng ok rồi. Bật rank của mình hiện tại bây giờ vô là tụi nó bắn là không chết là không chừa anh em. Ui đã ngon. Rồi thôi xong rồi. À đang spear luôn rồi. Ghê vậy. Đấy. Ui vậy mà nó cũng chết luôn kìa. Trời ơi. Đấy, mình cũng không biết là con Corbeon này ở đâu xuất hiện nữa. Đấy mình nãy mình review xưởng mình đâu có nhìn thấy nó đâu. Đấy, bạn giấu nghề, mấy bạn này giấu nghề quá. Kìa, ừ chuyển vô cái mặt nó. Đúng rồi, nó là dê đấy, bạn cứ hỗ trợ đam đi, bạn bắn cho nó không hồi nó sáng được. Ui trời ơi rồi. Mình đi tên báo rồi. Ừ, tạt. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Nó gần chết rồi, tạt nó luôn. Đúng rồi bạn ơi. Đấy, Corbeon quất luôn con dê rồi, làm thịt con dê rồi. Lại một con nữa. Tức tạo, tức tạo. Tức tạo đi. Đúng rồi. Đợi, đợi, chờ thời này mình chui xuống nhầm cầu. Đúng rồi. Đấy, chui xuống nhầm cầu chờ thời. Đúng rồi. Trời ơi, cái này nó đang di chuyển quá này nhanh. Ui. Hay quá. Ui, xem ra là cái tay cũng khá là to khi chơi Corbeon đấy anh em ạ. Thấy bị bay cái bấm di chuyển rồi về liền. Đỉnh mấy bạn. Ừ. Nhưng mà tại sao giai đoạn đầu mình review bạn lại giấu con Corbeon này vậy? Đấy, cũng chả biết nữa. Đấy, dự định ngày mai thì mình sẽ tiếp tục ra làm đó là một video hồi sinh một cụ nữa nha anh em. Đấy, và bạn đó thì gửi video cho mình cũng chỉ tới đấy thôi. Mình cũng chả biết là thắng hay thua nữa mà sao tự nhiên tới đó là ngưng rồi. Rồi, bây giờ sẽ tới game của mình nha anh em. Ấy, ui xời mới vào bắn ghê ấy. Ê, bắn ghê ấy. Bình tĩnh được không? Xong phim, gãy, đã nói mà. Tôi nói bạn sao? Ui giời, ôi cái thằng này nhìn có vẻ ghê nha. Cái thằng này sao nó thấy có vẻ sung thế. Ui hao kìa, loại trưởng thiệt. Nay cũng gặp hao nữa này. Thằng Kairos này nó tính đi giành trụ đó này mà. Dễ gì? Mình đợi cho nó vô cái dành móng ngựa này mình thả thấp tháo nha. Đấy. Bây giờ thì bắn mày tới ngày bắn mày nè, bắn mày nè. Bắn đi, thấp tháo bắn nó đi. Đúng rồi, bắn nó. Rồi, pha này làm sao mà sống nổi. Đi, ui xời. Ghê đấy, mấy thằng kia giành trụ ghê đấy anh em ạ. À, tại sao mình lại sử dụng lại con Kuri này thì hiện tại nói chung là mình chơi ở trên mặt fan này cho nên mình phải sử dụng mấy con này mình chơi cho nên xem. Ui. Ghê vậy bạn. Ây da, mới vô bên kia nó giành trụ ghê quá nè. Đấy, được, có cố gắng. Được, tôi thích mấy bạn rồi đó. Đấy, mấy cái game mới vào mà nó giành trụ như thế này mới căng thẳng chứ. Xem ra mấy cái tên này không phải tầm thường. Từ mình đi giành trụ thôi, đâu gấp. Một con dê nữa kìa, trời ơi. Xong rồi sao? Từ từ, giành xong cái trụ này mình sẽ xử lý nó sau này mà. Cứ từ từ thôi, không cần gấp. Rồi xong rồi, lấy gì mà chạy. Chạy hộ cái. Ấy, trời ơi. Ăn gờ luôn à. Xe đáp này. Ui giời ơi, bắn mấy phát hết máu luôn rồi. Đây đây đây, có thanh niên nào định ra nó chơi. Đấy, trời ơi. Rồi xong, trong thoáng chốc bên kia mất toàn bộ lợi thế lại rồi anh em ạ. Mình sẽ hạ con Dragon này luôn nha. Làm sao mà chạy được? Làm sao mà chạy được? Dính paralysis làm sao mà chạy được? Ok đấy anh em ạ. Game này cũng khá là ổn rồi. Ui giời ơi, đỉnh vãi. Ui cái thằng này định chơi mình. Hay quá anh em ơi. Đấy. Bây giờ thì bên kia nó mất lợi thế rồi anh em ạ. Chung là ở trên này mà chỉ cần sơ sót một tí thôi là. Ủa, đi đâu? Đi đây. Thích chơi không? Ok bạn, bạn thích chơi thì cũng chơi thôi, gì đâu. Đấy. Rồi xong rồi, xem ra là cũng gãy đồng này này nữa. Nói chung là bị chón lại một phát thì mình dồn nguyên băng đạn là cũng đi thôi anh em ạ. Lên nè, là đây bạn.
Trời ơi tưởng thế nào. Rồi xong, trong thoáng chốc tiền bên kia đã nát sạch sẽ cho mình luôn rồi. Vô giành lại cái trụ này nữa là ngon lành luôn anh em ạ. Đấy 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 đấy. Đi đâu vậy? Đi đâu vợ? Từ từ, chạy bên trái qua mình giành cái trụ này luôn. Ui trời ơi đơn giản. Đấy, chọn chữ nó lại. Đúng rồi. Đầu nha, bây giờ ăn nguyên băng đạn nè bạn ơi. Bạn ơi, mình sẽ chữa cái tàu mẹ nha. Khi rớt xuống mình sẽ bấm. Đấy, để cho nó... Rồi, hay quá. Ui xời, bội đam phụ. Lu nè. Rồi xong rồi, tim bên kia nát sạch luôn rồi. Ấy, giai đoạn đầu sung quá mà. Sung quá mà, giành trụ quá là giành luôn. Đấy. Xong phim, tất cả đã kết thúc. Chết lẹ quá mà, tim nó chết lẹ quá mà. Lấy cái gì mà đỡ nổi. Ô, con rốt luôn kìa, đã ha. Trời ơi, Orion bay bị Fenrir chọt chết anh em. Ý, giờ thì biết sự lợi hại của Fenrir chưa. Thôi, có lẽ là game được win rồi. Đúng không? À, win rồi anh em ạ. Đấy, và video mình tới đây cũng kết thúc nha. Xin cảm ơn hai bạn đã tham gia vào phần review và góp ý ngày hôm nay. Và hẹn những bạn tiếp theo vào phần tới nha. Rồi, video mình tới đây kết thúc. Hẹn gặp anh em vào những video sau.